Hiện nay rất nhiều các lĩnh vực đã áp dụng công nghệ cao vào hoạt động để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong đó thẩm mỹ là lĩnh vực thành công và có nhiều bứt phá. Và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đào tạo Vinhy đã tiên phong cho việc đưa công nghệ cao vào thẩm mỹ tại Việt Nam bằng việc cung cấp các thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao, dược mỹ phẩm, chuyển giao công nghệ và các phác đồ điều trị hiệu quả trên toàn quốc, cũng như đào tạo nguồn nhân lực lành nghề. Đặc biệt, Vinhy còn là đại diện duy nhất phân phối sản phẩm dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ Cosmedical USA tại Việt Nam. Một trong các sản phẩm nổi bật nhất của Vinhy là dòng máy giảm béo với nhiều loại máy như máy giảm béo đa năng BFC, máy giảm béo toàn thân Ultra Focus Lipo, được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, Hàn Quốc với các công nghệ tân tiến nhất hiện nay. Các sản phẩm thiết bị thẩm mỹ và dược mỹ phẩm do Vinhy cung cấp được các bác sĩ và chuyên gia da liễu đánh giá cao về tính hiệu quả và an toàn trong thẩm mỹ da, mang đến hiệu quả tối ưu cho các nhà đầu tư và chất lượng điều trị tốt nhất cho người sử dụng.